Xin chào mọi người, David lại tập hợp các cái bản tin của ngày hôm nay. Thế thì lúc này đây, sau khi làm một cái vài cái video của GFX về trade, về robot, về quản lý các tài khoản giao dịch của tài khoản đầu tư, các tài khoản lớn hôm nay rất là vào rất là nhiều để họ đưa ra các cái giải pháp để có thể mua dầu và tìm hiểu về giá vàng. Giá vàng thì như tôi đã nói hôm qua ấy, là chúng ta có thể canh bán ở các cái vùng cản 26, 30, 40, 41 đúng không ạ? Và hôm qua cao nhất là 44 thì các cái tài khoản đã có được cái tỷ lệ an toàn rất là cao. Các cái tài khoản bán Bitcoin thì ngày hôm nay chúng ta cũng có được cái tỷ lệ Bitcoin đang có cái mức bình quân giá để bán và chúng ta cũng đang được hưởng lợi nhuận từ các cái tài khoản này. Và cái tỷ lệ lãi cũng đang rất là tốt. Giá vàng thì chúng ta xem được cái tỷ lệ giá vàng bán rất là tốt ở các cái vùng này và chúng ta đang test để chúng ta kỳ vọng là nuôi rất là lâu khi mà giá đang bán rất là cao ở trên vùng 1742 đây, đúng không? Chúng ta giải lệnh và chúng ta sẽ đón chờ các cái thông tin để giá vàng sập xuống, bởi vì chẳng có cái gì lên mãi cả. Vấn đề chúng ta phải hiểu được quy luật là không có gì lên mãi và không có gì xuống mãi. Chúng ta hiểu được các mức cản để chúng ta đưa vào lệnh, đúng không ạ? Ngày hôm qua thì có thể test đến cái mức tôi đã sẵn sàng bán ở cái mức 60, nhưng khi chạm cản 44 lập tức là gì ạ? Nó đã xuống và có một cái nến rút chân theo price action là sẽ có các cái tỷ lệ đấy. Bitcoin và Ethereum cũng đưa ra các cái giải pháp là cho chúng ta cái lệnh bán thì khá là tốt. Vậy thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta đến với các thông tin. Vừa mới có thông tin ngân hàng Pháp doanh số bán lẻ trong tháng 3 đã giảm liên tiếp. Do vậy nền kinh tế nó còn đang suy thoái cũng như là đang cổ vũ cho giá vàng đi lên. Mặc dù đó thì chúng ta cũng nhìn thấy được là sự chán trường của việc đầu tư khi mà các cái cá mập họ sẽ chốt lời và cũng có được cái con sóng điều chỉnh của cái việc bán vàng. Đóng cửa thị trường chứng khoán châu Á, đúng không? Đài Loan 15 tháng 4 đóng cửa giảm, đúng không ạ? Tương đương tăng 114 điểm đấy, le lói ở Đài Loan. Trên cái website này thì David cũng đưa ra rất nhiều các cái marketing để chúng ta có thể tìm hiểu cái hệ thống Facebook với Bitcoin lúc này. BTC khả năng sẽ giảm trong ngày hôm nay, mục tiêu là 6520 và 5890. Đây là cái kỳ vọng của Bitcoin ngày hôm nay. Trước khi vào phân tích mổ xẻ, chúng ta sẽ PR về GFX.Asia, một trong những quỹ No Loss System để đưa ra cho chúng ta những cái giải pháp đầu tư không thua lỗ. Thứ hai nữa là chúng ta theo dõi Facebook ông già đầu tư để chúng ta biết được là giá dầu, giá vàng, Bitcoin để chúng ta theo dõi. Các cặp như là Shell UG, đúng không? Mục tiêu về 107 đến ngày hôm qua được nhắc lại đấy ạ. Do vậy là giá ngày hôm qua chúng ta đã chốt lời rất là nhiều, đúng không ạ? AUD có những cái phản ứng theo các cái Fibofan, đúng không ạ? Đây là những cái phân tích thì chúng ta có thể đăng ký và chúng ta vào nhóm của ông già đầu tư trong cái link ở dưới các cái bài. Dưới các bài này tôi có để các link Zalo hay là link của Facebook, các cái phân tích như vậy, đúng không? Ngoài ra chúng ta cũng có thể vào kênh video là Thế Giới Đầu Tư. Chúng ta có thể hôm nay có hai cái bài về GFX và Robot Trade, thì tôi có vận hành và quản lý các Robot Trade giúp cho các nhà đầu tư an tâm. Tuy nhiên việc Robot Trade cũng phải có được cái sự vận hành một cách linh hoạt, nếu không chúng ta sẽ bị cháy tài khoản. Và đặc biệt là các tài khoản nhỏ là chúng ta không vận hành được và chúng ta cứ ủy thác cho cái việc robot trade là hoàn toàn có thể gặp rủi ro rất là lớn. Do vậy là các tài khoản phải đủ cái volume, đủ cái dung lượng thì mới có thể giao dịch robot trade được. Đấy là cái mà chúng ta phải chú ý. Chúng ta đừng ngần ngại đăng ký cái kênh video Thế Giới Đầu Tư cùng với David. Lúc này đây chúng ta sẽ vào cái con sóng để theo dõi cái giá của Bitcoin, Ethereum trong lúc này. Hầu như thị trường là gì ạ? Liên tục đưa ra các thông tin trước halving về Bitcoin để có thể bán ra trong lúc này. Giống như là BCH, giống như là Litecoin, người ta đang đồn đoán rằng có một cái cuộc swing xuống rất là sâu trước khi halving và sẽ được bơm giá lên mạnh mẽ khi mà halving xong. Sau đó lại kịch bản lại bơm giá về vùng rất là sâu lần nữa, đúng không ạ? Có hai lần, có hai con sóng. Do vậy những ai bắt được những con sóng của margin
mua vào để chờ nó lên hay là bán ra khi đã giá đang cao, lập tức là gì ạ? Chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta tính toán. Chúng ta xem biểu đồ ở ngắn hạn, đó là 1 giờ. Ngày hôm nay cái tỷ lệ của giá vàng đây đang lăn sóng điều chỉnh và nó đang có một cái sự hồi. Hôm nay sáng ngày thấp nhất là vùng 1719 và bây giờ đang có vùng 1725, 1726. Thì hy vọng rằng chúng ta có cái mức giá về vùng 1712 và 1709 khi chạm cản của Ichimoku theo như tôi đã phân tích các mức cản của giá vàng. Do vậy những ai đang sell vàng là rất là tuyệt vời nếu như chúng ta có thể kiên trì ở về cái vùng điều chỉnh ở vùng 1709. Chúng ta đến với lại Litecoin. Những người theo dõi về Tradecoin, chúng ta thấy được sự điều chỉnh của các cái con sóng trong buổi sáng ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay các cây nến buổi sáng ở phiên Á được thị trường Trung Quốc, thị trường Hàn Quốc đã có một cái lực đỡ. Cây nến Inside 3 bật lên bởi một cây nến swing xuống rất là sâu buổi sáng. Do vậy là gì ạ? Lúc này là đang gọi là sóng điều chỉnh. Hy vọng rằng là gì ạ? Chúng ta thấy được nó sẽ lên luôn. Nhưng rất là khó khi các mức cản ở các cái vùng gì ạ? 41, 42, 42.93. Do vậy là gì ạ? Có thể nó lừa để giết long thì sao ạ? Giết những cái lệnh mua trước khi chúng ta có một cái cuộc lội ngược dòng đi xuống sâu sắc. Chúng ta vào tập trung với bởi Bitcoin. Bitcoin hiện tại là có các mức cản rất là cứng và vững chắc ở trong các cái vùng như là 6976 mà đã rất nhiều lần cây chân nến đã được bật lên với price action đưa ra cái sự rút chân, đúng không ạ? Chúng ta thường nói rằng là cái rút chân đó là gì ạ? Rất nhiều các cái lực bán đã được đánh xuống và chân nó rất là dài, nó thanh thoát và đặc biệt là có những cây nến giống như là búa ngược này, người ta gọi là gì ạ? Các mô hình nến kinh điển để đưa ra một cây nến tiếp theo, đó là cây nến đi xuống. Do vậy là gì ạ? Chúng ta sẽ đón chờ cái lực mà để gì ạ? Có một cái cú swing rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên các cây nến hiện tại đang rất nhỏ, li ti, báo hiệu là gì ạ? Thuyền là chưa chở đầy, đúng không ạ? Củi chưa chất đầy, cho nên là gì ạ? Cái con sóng nó chưa đi. Do vậy các mức cản tạm thời của giá được bật lên ở các cái vùng 6804 và tôi kỳ vọng rằng là ở các cái vùng nó test lại ở vùng 6577 và nó có thể đánh thủng các vùng 6628 là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong lúc này. Đối với trong Facebook mà chúng tôi đã kể rất nhiều các cái con sóng là test, đúng không? Tin tức ngày hôm nay là giảm mạnh như hồi tháng 3, tháng 4, người ta nói đến cái vấn đề yếu tố lịch sử ở đây. Mặc dù sự kiện Bitcoin Halving đang tiến gần chỉ còn 28 ngày thôi, nhưng những tín hiệu tăng giá mạnh mẽ vẫn chưa được tìm thấy. Vốn hóa thị trường vẫn duy trì ở mức rất là thấp, 125 tỷ. Tỷ lệ thống trị thị trường là 64.2%, có khả năng giảm mạnh hơn theo phân tích của nhà đầu tư Tech Lesson trên Twitter. Ông đánh giá rằng Bitcoin nhiều nguy cơ biến động xuống dưới 5.500. Ông lo lắng ngại một sự sụt giảm như tương tự hồi tháng 3 có thể sớm xảy ra trong một vài ngày tới. Do vậy, các lệnh bán ở trên Binance được thống kê rất là nhiều. Hầu như cả cái thị trường bán rất là nhiều. Hy vọng rằng cá mập là gì ạ? Nó sẽ không hành động bằng cách là ngược sóng lúc này. Tuy nhiên, chúng ta hãy tưởng tượng là chúng ta đi theo cái số đông cũng có thể có sự nguy hiểm. Tuy nhiên là gì ạ? Lúc này các cái kênh đầu tư cũng như là đưa ra các cái sự rủi ro về đầu tư về tiền điện tử nó không còn nhiều cái sức hấp dẫn khiến cho cái lực bán nó có, đúng không ạ? Ông nói các đường trung bình trong biểu đồ hàng ngày cho thấy sự hụt giảm có khả năng diễn ra nhiều hơn, đừng nghĩ tới mức 9.000 hay 10.000 mà chỉ giờ đây là các khu vực 7.500, khó có thể lấy lại. Thứ hai nữa là Bitcoin chỉ tăng và duy trì ở 8.300, 8.500, sự đảo chiều tăng giá của Bitcoin mới thực sự diễn ra, đúng không ạ? Và các con sóng đưa ra nó đang duy trì ở các mốc rất là thấp mà chúng ta có thể nhìn thấy ở các cái con sóng này. 5890, 5864 cũng đã là những cái mức cản mà chúng ta đã nhìn thấy. Các vùng test của vùng rất là sâu để chúng ta nhìn thấy được các mốc này thì chúng ta có thể theo dõi. Tiếp nữa, cái việc mà chúng ta nhìn thấy ở các cái con sóng đó là những cái việc đánh thủng các cái đáy trên nó sâu, nó thấp hơn đáy trước, các đáy trên là cao hơn đáy trước, đáy thấp, đáy này tiếp tục thấp, đáy này tiếp tục thấp, các cái đỉnh thấp, đúng không ạ? Cứ như vậy chúng ta tưởng tượng rằng là gì ạ? Các vùng này nó cao
nhưng mà gì ạ, nó không thể vượt qua được các mức mức đỉnh, nó lại tiếp tục này, đây lại có một cái đỉnh nữa, đây lại có một cái đỉnh nữa, và chỗ này lại có một cái đỉnh nữa. Nếu trong trường hợp cứ như này nó xuống, đúng không ạ, chắc chắn sẽ có một lực bán sập rất là mạnh ở vùng này. Do vậy là gì ạ, chúng ta vẫn thấy được là Bitcoin đang ở cái đà xuống giá. Từ đó chúng ta mới suy ra được các cái vấn đề về Litecoin, ETH, Quitum, XRP cũng có thể chịu một cái đợt giảm giá rất là mạnh tới đây. Vậy thì chúng ta làm gì? Thứ nhất là chúng ta có thể short sell ở các cái vùng cao như thế này. Đây đang là những cái vùng cao được bơm thổi lên để có thể làm cái việc hỗ trợ và động giá ở đây. Trường hợp hai là chúng ta có thể chờ những cú swing ở tại các mức cản để chúng ta mua vào, với những người có thể đam mê chữ vào ví lạnh, hay là chữ ở trong một cái ví Binance của chúng ta, hay là chữ vào Remitano, chúng ta hoàn toàn có thể nạp USDD, hoặc là chúng ta có thể nạp về Combank để chúng ta có thể mua ở các mức giá thấp. Đừng vội vàng mua ở các vùng giá cao như thế này, thì đó là cái mà chúng ta có thể có cái lời khuyên. Hy vọng rằng là bản tin của ngày hôm nay về thị trường chúng ta cũng có thể hiểu qua sơ bộ. Rất nhiều các cái tin tức ở VN World Sheet chúng ta có thể tham khảo và theo dõi. Tiếp nữa, trong cái mùa dịch này chúng ta cũng lại vào mục kinh doanh của VN Express và vào mục tiền của tôi và hàng hóa, để chúng ta có thể theo dõi các cái tin tức. Tin tức ngày hôm nay là Vietcombank giảm lãi cho 90.000 khách hàng. Hôm vừa rồi ông Vietcombank ông ấy giảm là tôi sẽ giảm 2.000 từ 5.000, từ 7.000 xuống còn 5.000, tức là dự trừ 2.000 cho một cái lệnh chuyển tiền. Ông Vietcombank vẫn nổi tiếng với cái việc là chuyển tiền, thì chuyển 50.000 ông cũng thu 7.000, chuyển 100.000 ông cũng thu 7.000. Đúng không? Chuyển tiền đám cưới ông thu tiền, đúng không? Trong khi đó các tài khoản Techcombank thì miễn phí để chuyển tiền. Do vậy ông này là thu rất là khủng khiếp, thì hôm nay ông ấy có tung lên thông báo là giảm cái phí chuyển tiền, đúng không ạ, Vietcombank này. Trong cái mục tiền của tôi có cái mục lướt sóng cổ phiếu lỗ có nên chuyển sang trái phiếu hay không, có rất nhiều các cái bài rất là hay. Thì hy vọng rằng cái mùa Covid, trong lúc chúng ta đang cách ly, chúng ta có thể theo dõi video của David cũng như là đọc các cái bài viết về cái quy trình đầu tư như thế này. Tuy nhiên trong lúc này chúng ta làm online rất là tốt, và chúng ta đầu tư dựa trên các cái yếu tố về đầu tư online đó, là sẽ rất là thú vị và hấp dẫn. Chúng ta đón chờ các cái cú sụt giảm của giá vàng ngày hôm nay, và chúng ta vẫn hy vọng rằng bán ở cái giá này là giá rất là tốt, và hy vọng có được cái tỷ lệ chốt lời rất tốt trong ngày hôm nay của giá vàng. Tôi kỳ vọng vàng rơi xuống vùng 1709, đúng không ạ, và 1703. Đây là cái mà chúng ta có thể chờ đợi. Xin được cảm ơn mọi người, và chúng ta đừng quên đăng ký cái kênh subscribe kênh Thế Giới Đầu Tư Cùng Với David. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bản tin tiếp theo.